để việc đo kích thước của cặp loa săn xui khủng nha, 5500. Chiều sâu của cặp săn xui này là 43. Sâu 43 nha. Ngang là 53,5. Quá trời cái kích thước. Cao là 85. Nặng thì chắc cũng khoảng 46, 47, 48, 50 gì đó. Nó nằm khoảng đó. Cho một chiếc đó quý vị và các bạn. Việc chào quý vị và các bạn thân mến. Việc chia sẻ cho quý vị và các bạn đôi loa hết số của hãng săn xui. Thì đôi loa này là đôi loa khủng nhất của hãng săn xui nha quý vị và các bạn. Thì cặp này thì rất là nhiều anh em chơi audio đánh giá là chất âm nó hay vượt xa CS99A màn FB. Thì hãng săn xui họ cũng làm cái cặp loa này ra là chủ yếu là mình nghe một số bình luận á, là để đối đầu với cái đôi quyền thoại Pioneer CS99A màn FB. Đó. Thì chút xíu nó việc sẽ quay cận cảnh và báo giá nha. Thì hiện tại giá trên thị trường con này thì thấy anh em bán trên 40 triệu. Nhưng mà mình bán thì không tới nửa giá nữa quý vị và các bạn. Chút xíu nó việc sẽ quay cận cảnh và báo giá. Thì đây là e căng. Thì cặp này về quý vị và các bạn tút tát thùng nha. Mình không có biết tút tát thùng quý vị và các bạn. E căng chỗ này có chạy nè. Chạy chút nè ha. Và cái lưới e căng này nó có lủng mấy lỗ nè quý vị và các bạn. Đây. Nè. Ở đây lủng một lỗ lưới nè. Cái này là lủng cái vải á chứ, nha quý vị và các bạn. Đó. Còn ở ngoài bằng gỗ nè, gỗ nó có chày nè. Lủng cái lỗ đó rồi mấy anh Tây mấy ảnh lụm cái lưới khác á, mấy ảnh đắp vô nè. Thì cái màu nó cũng y chang vậy quý vị và các bạn. Nè, quý vị nhìn qua điện thoại ha. Thì cái chỗ lủng nè, nhìn qua thì nó cũng không không có khác gì đâu. Đấy. Rồi, chiếc cây căng đây. Để việc để chiếc e-căng này xuống cho quý vị và bạn cùng xem luôn. Đây quý vị và bạn. Này thì đối với những anh thợ mộc thì họ tuốt tác lại nhẹ không phát à. Là nó đẹp ken sà beng rồi. Nhưng mà mình không có biết làm. Và hơn nữa là mình không có tuốt tác. Rồi. Về phần e-căng đã xong. Thì cấu hình ở phía trước nhìn từ xa thì nó như thế này quý vị và bạn. Rồi. Còn đến gần thì như thế này. Đây là một cặp loa huyền thoại luôn. Bass 40 quý vị và các bạn. Thì cái gân này á nó khô cứng rồi, cho nên việc thay gân khác cho quý vị và các bạn đánh bass mềm mịn sâu ha. Gân này là gân xịn, gân xịn nha, gân rất là mềm đó. Bass 40. Và cái loa này nó sở hữu một cái chung cồi gan rất là to quý vị và các bạn, hãng săn xui. Quý vị nào mà thích nghe khò khè cái này thì tuyệt vời. Chung cồi gan, cái cồi này ngang, cồi ngang 42 quý vị và các bạn. Ngang của cồi là 42 và cao là 16, ngang 42 cao 16. Thì ở đây hai cái chung giấy này nè. Hai chung giấy này là nó dạng là mic 2 á, tức là nó là mic chép á quý vị và các bạn. Hai chung giấy này thì đường kính nó khoảng 15. Và bên trong này thì bên trong cái miếng tiêu âm tán âm này nè, là nó có hai cái chép cồi ở trong quý vị và các bạn. Hai chép cồi rất là sâu, cũ rất là to, cũ bự. Thì cái lo này nó nặng chắc tầm khoảng tôn 50kg một thùng gì đó. 46kg là chính xác của nhà sản xuất họ đưa ra đó. 46kg quý vị và các bạn. Lo này thì zin, không có thay con thay gì hết nha quý vị và các bạn. Mình thay gân thôi, đó, thay gân đánh cho nó mềm, quý vị bảo bạn. Cái cầu này không là đủ tiền rồi đó. Rồi, để quay góc cạnh ở phía trước nha. Thì cái này do nó rất là nặng và nó đã cổ rồi, thì mẻ cạnh đâu có nha quý vị bảo bạn. Đó, ở phía trước, đây quý vị bảo bạn, thùng gỗ lan. À, ở đây chày chút đỉnh nè. Này về quý vị và các bạn cho mấy anh thợ mấy anh tuốt lại đó. Để mình quay vô phía sau, nặng quá, một tay cầm một tay quay không nổi luôn trời. Đây là cái dòng hết số của hãng săn xui. Không quay nhỉ.
Đây là ở phía sau của cặp loa này, nhìn từ xa thì như thế này, gần này nó bị bám bụi thôi nha quý vị và các bạn, bám bụi trắng trắng này thôi đó. Đây là xăng xui SB5500, tức là 5500, 4 quay 6 speaker, tức là 6 loa, 120W là maximum, và trợ kháng là 8 ohm, 2 volume để tối ưu cho dạy chung và dạy chép đó. Cái cặp này thì thùng có mẻ rất cạnh nha quý vị và các bạn. Và cái dưới này á, là cái chân. Cái chân ở dưới này nè. Cái chân dưới này nó cũng mẻ thùm lum hết trơn á. Về quý vị và các bạn đóng cái chân khác đi ha. Tốt lại. Rồi. Thì cặp loa này Việt đã test hát tốt. Bao zin cho quý vị và các bạn các tiếng loa luôn. Đó. Thùng thì quý vị và các bạn cũng đã thấy rồi, Việt đã quay rồi. Hàng cổ mà nói vậy là nó cũng đẹp rồi. Còn quý vị nào mà không muốn tuốt tát gì đó thì về để vậy chơi luôn, cũng không quan trọng gì. Thì hiện tại cặp lo này được thấy ở trên thị trường á, anh em đánh giá nó cao hơn Pioneer CX99A màn FB nữa, cho nên giá của nó là có chỗ bán là mắc hơn CX99A màn FB luôn á quý vị các bạn. Anh em bán 45, 46 triệu, 50 triệu không à. Đó. Rồi. Thì mình nhập được giá tốt, mình bán giá tốt cho quý vị và các bạn nha. Cái cặp này thì mình giá ra đi nhanh là 20 triệu, không bao ship. Không bao ship, không mặc cả trái giá luôn. Tại mình không có chỗ để thôi. Nhưng nếu mà nhà mà rộng rộng mình để cặp này là mình nghe cũng phê lắm với vị của bạn. Âm thanh nó hay thiệt. Đó, hay thiệt chứ không phải là nói đùa giỡn để bán hàng đâu nha quý vị của bạn. Đó, mà trên thị trường anh em bán 4 mấy triệu rồi, mình bán là 20 triệu chưa tới nửa giá nữa, thì anh em đừng mặc cả trái giá để khỏi mất thời gian. Cặp này đáng sưu tầm. Anh em nào mà tới nhà chở càng tốt nha. Nó nặng quá làm biến gối lắm. Nên là nó rất là nặng luôn. Rồi. Việt xin chào.